Xin kính chào quý vị. Tiếp tục chào đón quý vị rất nhiều loa toàn giải, loa Mỹ, loa Anh, loa Pháp, có hết âm ly các loại loa. Bác nào nhanh tay thì bác ấy gạch. Bác nào nhanh tay bác gạch với em. Đây là đôi thùng loa đó, đôi này thì đóng quá chất rồi. Đây là đôi thùng loa đóng dùng cho bát 30. Thùng loa dùng cho bát 30. Bát 30. Ui giời này. Loa tay sách thì loa toàn giải tay sách. Đây. Loa toàn giải, loa đồng trục của Mỹ la liệt. Em thì không có nền bằng thảm nên toàn phải đặt từ đất thì các bác thùng cả. Đặt từ đất như này thôi, đặt bây giờ mua thảm nó kê lên rồi là thuê nhân viên thổi liên tục rồi thuê nhiều người quá. Giá tự nhiên nó đang 13 13 triệu một đôi, nó lên 18 19 triệu rồi các bác. Lại các bác phải chịu thôi. Thuê người em thuê đơn giản nhưng mà giá thành nó đội lên. Em cứ làm đâu em ăn chắc mặc bền, cứ làm đâu làm đấy, tự làm tự ăn thôi. Làm kiểu nhà quê. Em ở quê nên cứ kiểu nhà quê. Đây các bác đợi nhá. Rồi, âm ly là xa 3 rồi là loa KLH, cả loa cả center. Rồi âm ly Sony hai đèn vu đẹp lung linh. Loa Pháp. Đôi loa này của Pháp phải. Rồi nhiều lắm. Nhiều lắm. Thôi ông đặt xuống đi, đặt ra chỗ khác, đặt ra cạnh sau đi. Không cần đặt nhiều, chỉ cần đặt một đôi để không cần bóc nữa, cho bóc mới một đôi để lấy mẫu để giới thiệu thôi. Đó, khổ đấy. Được có ông thợ thì ông xin nghỉ. Có việc gì. Đấy. Đây, con này gắn giữa cây căng, con này đã để vẫn để nguyên cây căng. Được. Giữa tạm được tí nào thì đóng tí đấy. Cứ lắt nhắt thế này thôi. Bắt đầu giới thiệu cho các bác lần lượt từ trong ra ngoài để tránh trời nó đang tối. Đầu tiên là combo KLH gồm có một center hai loa. Con này vẫn còn nguyên thùng. Model HT9930. KLH9930. Nhìn chưa? Các bạn nhìn đây. 9930. Còn nguyên thùng. KLH model đây. Dòng center đây. Mồm tuần giải. Nhìn chưa? Đấy, để em quay phía sau. Đây. Ở phía sau KLH 9930 trở kháng 8 ôm. Giờ ba con đều như nhau tất. Con center này logo cũng như vậy. Giá cả ba con này, center và hai loa này là 3,9 triệu. 3,9 triệu ba con. 3,9 triệu ba loa này. Thế cho nó nhanh. Thế nhanh, 3,9 triệu ba con. Xuống tiếp tục với lại con âm ly Saba. Con âm Saba này sẽ là size 1 2 ui size 60. 1 này 2 60 62 rồi các bạn. Con âm ly Saba còn cực kỳ đẹp luôn. Nó luôn là quá đẹp. Con âm ly Saba 8070. Size nó phải trên 60. Đây Saba 8070. Có giá là 7,9 triệu. Này 7,9 triệu em ghi đây. 7,9 triệu. Màu sữa giá 7,9 triệu. Con Saba bác nào cần chi tiết thì các bác cứ nhập cái mã này này. Đây Saba này 8070. Các bác sẽ có chi tiết trên Google. Ông Google cũng trả lời hết công suất thông số của em. Vì em quay quá nhiều em không thể giới thiệu chi tiết được. Đây về đằng sau nó đẹp lắm bác ạ. Đằng trước nó đẹp như thế thì đằng sau không có lý do gì không đẹp. Không có lý do gì không đẹp. Cần thông số chi tiết. Em quay gần đây cho các bác cho chi tiết luôn tí. Đấy được chưa. Con Saba. Con này chạy điện là 220V. Đẹp lung linh. Chi tiết. Tiếp tục sang đến con thứ hai, con âm ly Sony. Ôi giời, con này nói thật là cũng thêm cái vỏ này. Em thêm cái vỏ xốp em đóng vào nó cũng thành hàng mới luôn. Các bác nhìn này. Chưa thể chưa động một chút nào lau nhé. Chưa. Lau chết luôn, chưa lau một chút nào đã thế này rồi. Em về đây đẹp chưa lâu. Các bác nhìn hai con đèn vu có đẹp không? Vu đèn vẫy rất là đẹp, con này đèn vẫy cực kỳ đẹp. Cực kỳ đẹp luôn. Nhìn cứ tưởng con Pao. Đây, con Sony TAF4. Con này chưa? TAF4. Con này báo cáo quý vị là nói luôn hàng mới đi cho nhanh được.
Đây, đằng sau thì quá đỉnh rồi. Nhưng cái đằng sau thì không có lý do gì là không đỉnh nhé. Hai cầu. Giá 5,8 triệu. 5,8 triệu. Giá 5,8 triệu. Hai cầu, ok, 5,8 triệu. Bắt đầu sang với loa toàn giải. Úi chà chà, loa toàn giải, loa đồng trục, mời các bác. Các bác cứ bay hết vào đây. Đôi loa này phải nói luôn là Em chưa nhìn thấy nó bao giờ trên thị trường. Em cũng chưa thường xuyên, có các bác nào dùng rồi thì chắc cũng nó kín, chưa thấy thông báo lắm. Đôi loa này theo thông tin của nó là dòng loa Pháp. Để các bác nhìn hộ em xem có đúng không. Đấy, model A12D, trở kháng 8 ohm IPM. Các nhìn hộ em xem nào. Đấy này, Davidson. Cái gì này, theo em nhập về, em nhập về thì bên đầu cam báo cho em đây là đôi loa của Pháp, loa của Pháp. Về những đường tuyến loa thì các bác biết rồi, phải nói luôn là một câu là không thể nào đẹp được hơn nữa. Loa bãi như thế này nhưng không khác gì loa mới. Em chưa quẹt, em chưa lau đâu, chưa lau một chút nào đâu, không phải lau cái gì. Bát thì 30 thì chắc chắn rồi, bát 30 chắc chắn rồi, bát 30 chắc chắn. Nó của Pháp, để em lật mặt sau nó cho các bác đây. Đấy, các bác nhìn xem, y như nhau luôn. Được chưa? Đấy, con này này, cho các bác xem tiếp con này. Để lật con này lại cho các bác xem. Đấy, này, loa Pháp. Nó là loa Pháp thì nó phải nó quá là đẳng cấp. Loa Pháp rất ít loa toàn giải. Nhưng mà các bác mà thấy đôi loa toàn giải này là Pháp thì phải xếp nó vào dòng động vật quý hiếm. Con này phải xếp vào động vật quý hiếm thôi. Bởi vì những con loa toàn giải khác thì rất dễ tìm, những con này thì em chưa thấy được gặp bao giờ. Cũng bán khá là nhiều loa toàn giải. Em bán khá nhiều loa toàn giải rồi. Nhưng mà chưa thấy gặp bao giờ. Đấy, thế mới lạ. Được chưa? Còn cái củ phía sau này nó vừa bọc nam châm, nó vừa là giải quyết phân tần. Nắm tất cho này. Đấy. Con này có giá là 15 triệu 500. 15 triệu 500 các bác nhé, 15 triệu 500. Đôi loa này đấy, đây các bác đã đọc kỹ thông số của em này, nhớ lại chứ không đến lúc nữa cứ đây. Model A12D IPM, trở kháng 8 ohm này, em giữ y cho các bác đọc luôn em. Từ giữ cái tay cái nó rung máy quá, các bác đọc khó. Ok các bác, giá 15 triệu 500, đôi loa toàn giải này. Tiếp tục sang với lại đôi loa. Ôi giời, nhìn phát là biết ngay là Electro Void. Nhìn cái là biết ngay. Úi chà chà, nặng như cối đá như ai. Mới không đến nữa, không thể mới được nữa. Nó bãi đẹp như này, không thể đẹp nổi nữa. Đấy, các bác, em quay nghiêng cho các bác nhìn thôi. Còn có một con úp sẵn kia rồi, để cho bác nhìn gần với cổ chúng nó thôi chứ không để bảo lại ngửa. Đây, chưa? Đây là đôi loa toàn giải Electro Void. Đây, tất cả hàng đẹp keng. Đây là đôi loa Electro Void giá 13 triệu 8. Có model là SP12B. Báo cáo quý vị là đến giờ này là em nhập được càng ngày càng nhiều, nó càng rẻ cho quý vị. Đôi này trước hình như 14-15 triệu mấy, càng ngày càng rẻ. Và em nhập được rẻ thì em sẽ bán cho các bác rẻ, chứ em không, con này em nhớ em bán rồi, SP12B em bán rồi đấy. Em không xuất lại hàng để em lấy giá cũ đâu. Em nhập rẻ em bán rẻ. Em nhập cao, lỡ cao rồi thì em phải bán cao, các bác thông cảm. Bác nào mua rồi thì bác phải chịu. Mà kể cả em thế thôi. Được chưa? Model SP. Chưa, nhập số lượng càng lớn. Đây, hàng made in USA. Chưa, còn cả series luôn. Đấy. Các bác nhìn nó em. Đấy, các bác nhìn này. Giá 13 triệu 8 thì thơm phức, không nhanh thì không đến lượt. Nhanh. Những con này nói chung toàn hàng đẳng cấp thôi bác ạ. Hàng này thế. Hàng này có khi bác kiếm còn có hàng, nhưng hàng này em chưa thấy bao giờ có. Những con nó hết này, nó là đẳng cấp rồi. Tiếp tục sang với lại con này. Đây. Sở trường của các bác nào săn University đây. University. Nói thật là đẹp như xuất xưởng. Chưa? University, trở kháng từ 8 đến 16 ohm. Này các bác nhìn hộ em, trở kháng của em nó
từ 8 đến 16 ôm. Đây là con University. Đây bác nào đang săn tìm những dòng này đây. Nó là một trong những dòng loa đẳng cấp. Nói chung con nào cũng hay, mỗi con hay một kiểu và mỗi bác thích theo một kiểu. Con cứ bán loa thì hoặc là bán hàng em đố bác nào chê hàng của mình ấy. Chả có bác nào chê hàng. Còn chỉ có em mà thỉnh thoảng em bảo nó sứt đây này, nó sứt nó mẻ này. Thì em bảo nó sứt nó mẻ. Chứ bán hàng mà đi chê hàng của mình thì có bị điên. Nhiều ông bảo con nào cũng khen, bình luận con nào cũng khen. Bây giờ bác bán hàng đi, bác có thằng điên đi tự nhiên chê hàng của mình. Chỉ có nó sứt thì em bảo nó sứt, nó vỡ thì em phải bán nó vỡ. Chứ không bao giờ em đi chê hàng của em cả. Mà thật ra là đúng thật, bởi vì loa thì nó mỗi người người ta thích một kiểu. Mỗi con nó hay một cái cách khác nhau. Chứ không con nào đấy, người thích giải trung, người thích giải tép, người thích giải bát mạnh. Nên là mỗi bác thích theo một kiểu thì các bác tự phù hợp mà chọn những đôi nào theo sở thích của mình. Đây là đôi Univer, được chưa? Trở kháng đây, 8 đến 16 ôm. Công suất 35W. Dòng loa toàn giải 35W là khá to rồi các bác. Bởi vì loa toàn giải nó toàn 35-40W đổ lại. Mấy chục watt phải to lắm. Hàng made in USA, bát 30. Chưa, bát 30. Nói luôn là một con ngửa con úp đây. Hàng như thế này gọi là như kiểu hàng xuất xưởng các bác. Đẹp không thể đẹp được nữa. Giá của em nó là 14.800.000. Các bác nhanh tay. Tiếp tục đến tiếp với lô khủng. Con này hôm trước đã chạy một con đây. Bác nào nhanh tay nhặt con này tiếp này. Hôm trước đã chạy một con, mấy bác hỏi trượt liên tục đây. Hôm nay nó xuống rẻ được cả triệu luôn. Em nhớ con này trước 16 hay 17, 18 gì đấy cơ. Em nhớ cũng khá khá, con này em bán rồi. Tranh nhau, em nhớ là hôm đấy em quay cùng với cái lô loa toàn giải của Pháp giá 1 triệu 6 một đôi. Em nhớ em quay có con này, 1 triệu 6 một đôi. Loa toàn giải của Pháp có 1 triệu 6 một đôi thôi bác ạ, bát 12, 13. Nhưng mà đánh hay lắm, 1 triệu 6 một đôi vừa về được 80 đã hết rồi. Hôm nay về được chắc mấy chục đôi tí đến. Đấy. Giá 15.800.000. Mức giá thấp nhất, bác nào không tin quay lại em gửi clip cũ cho em. Cách đây khoảng hơn tháng hoặc 2 tháng. Giá nó chênh con này đến 1 triệu 2 triệu đấy, không ít đâu. Vì nhập được rẻ thì bán rẻ, nhập đắt thì bán đắt thôi, đang phải chịu. Chứ không phải là tự nhiên bứng lên. Còn nếu mà em mà theo dõi kênh, em theo dõi trang so sánh thì em sẽ so là con này mình bán rồi, sớt lại mình bán 17.800.000 chẳng hạn. Mình cho đúng giá 17.800.000. Bởi vì 17.800.000 còn vẫn chênh nhau. Nhưng tính em không bán như thế, em cứ dân đen. Cứ đến đâu là em cho sạch nhà đến đấy, em lại lấy cái khác về cho các bác. Không ôm, không tham. Ăn ít thôi. Mời các bác sang tiếp với clip sau. Clip này em tạm dừng chút bởi vì là nó quá lượng dung lượng quay.